Ra đi, chào cả nhà. Hôm nay mình review cái xoài này, không biết mọi người có biết có tên gì không, nhưng mà nó nhìn nó hơi giống xoài cát Hòa Lộc Việt Nam á. Thì cái này là của đứa em họ bên chồng nó ở Florida bên Mỹ á, qua chơi xong rồi nó đem cho một ít cây nhà lá vườn á cho ăn á. Thì khi mình ăn thử lần trước á, thấy nó ngon mà ngon một cách đặc biệt luôn á. Giờ còn mấy trái gọt thử, giờ quý vị xem review nó như thế nào nha. Trái nó thì có trái lớn trái nhỏ, nhưng mà ăn ngon một cách rất là đặc biệt, thơm. Nó đi đường xa nó đem về để mấy ngày tủ lạnh này đó, thì nó hơi bị dập chút xíu. Ai mà trồng xoài nhiều mà rành nó có thể biết cái loại tên xoài này. Theo mình nghĩ là cái này chắc xoài cát và giống nước ngoài thay vì xoài cát Việt Nam mình là Hòa Lộc á. Mời quý vị. Để gọt hết ra luôn nha. Để coi cái hột nó như thế nào ha. Thịt không à. Cơm rất dày. Trời. Cái hột nó đúng mỏng như là tờ giấy luôn á quý vị. Tức là nó mỏng mà mình cảm thấy mình không thấy cái nhân đâu hết á. Nè. Nó mỏng lét rồi. Thử gọt cái trái lớn này ra nha. Để lâu quá nó lặn. Bị chín lặn. Cây này nghe nói bà không có chăm sóc thì nó cứ để tự nhiên vậy thôi, để phế nó thôi, không có chăm bón gì hết. Lâu lâu bà tưới cho nó ít thôi. Gọt mà thấy cái mùi nó thơm mà chảy nước miếng. Cùng một cây mà đôi khi nó có trái nọ trái kia. Ủa trời. Trái này tuy bự mà hạt nó lép kẹp. Ăn thử nha. Trời nó ngọt. Nó ngọt lịm mà nó thơm phức à. Không sơ. Nó ngọt nó mềm mà nó tan chảy trong miệng luôn. So với xà cát Hòa Lộc Việt Nam nó ngon hơn gấp 3 lần. Rất là thơm. Ngọt tan chảy. Nó ăn đứt là nó không có cái hột nó dẹp lép à. Ngon quá gặp cái hột luôn quý vị. Mà thấy cái hột nó mỏng thế nào nha. Không sơ. Trời ơi. Nó ngọt lịm mà không biết giống tên gì nữa. Bà nói lúc mua nhà nó có sẵn rồi.
ai mà rành giống xoài không biết có biết tên gì không nha, ghi cái comment below. Mỏng dính à, thường ăn cái trái nhỏ nãy nha. Ngọt như nhau, ngon. Qua trái kia hộp nó dẹp lép à, không có nhanh luôn nè, thằng này to đùng mà hộp dẹp lép à. Ồ, quá đã ấy luôn. Cái trái nho nốt này coi, trái nó nhỏ nhỏ mà nó có vỏ đây này, mà đi xa bà hái ương nè, chứ bà không có hái chín cây nhé. Ương thường thường thôi, đi vận chuyển nó dẹp. Cái xoài này ăn phải nói này, chắc một người ăn phải 5-10 trái mới đã đó. Nó ngọt, nó ngon lắm. Ăn nhiều sợ nóng. Gọt vô sâu rồi mà chưa thấy cái nhớ cái hột nó luôn á quý vị. Wow, cái trái này hột lép hơn nữa, trời nó chìm sâu vô lúng con dao luôn à. Không thấy hột luôn, trái này nè giống trái hôm qua nè, nó lép mà như tờ giấy luôn á, không còn cái gì luôn. Mà cái này nó hai cái nó không có sơ quý vị ơi. Trời ơi, ngon quá. Nhỏ mà ngọt ngon. Cái này mới đúng nè. Nó dẹp lép luôn nè. Trời ơi. Mà nó không có nhân. Chồng chứ không lên cây luôn á. Không sơ. Quá đã. Mỏng như tờ giấy. Không thấy nhân luôn. Lần đầu tiên thấy giống xoài mà hạt nó lép như thế này đó quý vị. Rồi, ai biết giống tên xoài này ghi comment ở dưới cho mình biết ha. Rồi, cảm ơn đã xem video. Chào mọi người nha. Hẹn gặp lại, bye.